Chắc hẳn trong số chúng ta, những người hâm mộ môn thể thao vua, ai cũng từng biết đến những bài hát nổi tiếng của các kỳ World Cup trong nhiều năm. Và khi nhắc đến những bài hát của các kỳ World Cup, chúng ta lại nhớ đến hình ảnh của một người phụ nữ luôn gắn liền với những bài hát trong những vòng chung kết thế giới, Shakira. Shakira là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất thu âm người Colombia. Sinh ra và lớn lên tại Barranquilla, Colombia, Shakira bắt đầu biểu diễn ở trường học, thể hiện rõ những tầm ảnh hưởng của mình với dòng nhạc Mỹ Latin, Ả Rập và Rock and Roll và khả năng múa bụng của cô. Shakira bắt đầu nổi tiếng ở Mỹ Latin với sự ra mắt của album phòng thu Pides Calzot năm 1996 và album thứ tư Donde Están Los Ratones năm 1998. Không chỉ chinh phục thị trường Latin, nữ ca sĩ người Colombia còn gây dựng tên tuổi của mình ở các nước không sử dụng tiếng Tây Ban Nha như Thụy Sĩ, Canada, Pháp và đặc biệt là Mỹ. Người hâm mộ trái bóng tròn còn biết đến Shakira với tư cách là bạn gái của trung vệ Gerard Piqué. Cặp đôi trai tài gái sắc này đã có cùng nhau hai cậu thiên thần nhỏ kháu khỉnh là Milan và Sasha. Tuy nhiên, trước khi thành đôi với Gerard Piqué, Shakira ngoài biệt danh nữ hoàng nhạc Latin còn được biết đến với cái tên nữ thần World Cup. Quả thật vậy, danh hiệu nữ thần World Cup không chỉ dành tặng cho cô thì có lẽ chẳng ai xứng đáng hơn khi cả trong 3 mùa giải liên tiếp 2006, 2010, 2014, các ca khúc từ Shakira đã được chọn làm bài hát cổ động chính thức cho những sự kiện lớn này. Mối lương duyên kỳ lạ đó bắt đầu từ năm 2006 khi Shakira cùng Wyclef Jean được ban tổ chức mời đến biểu diễn ca khúc Hips Don't Lie tại lễ khai mạc World Cup 2006 tại thành phố Munich, Đức. Với hiệu ứng truyền thông quá tốt của màn trình diễn vô cùng sôi động, ca khúc Hips Don't Lie dễ dàng thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào mùa hè 2006, kéo về cho nữ ca sĩ một lượng fan khổng lồ khắp nơi trên thế giới và đưa cái tên Shakira vừa đến đẳng cấp quốc tế. Sau 4 năm kể từ vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức, kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại châu Phi năm 2010 cũng được tiếp tục để lại trong lòng hâm mộ những bài hát sôi động với tiết tấu bắt tay và cả những vũ điệu sôi động của đất nước Nam Phi. Ca khúc Waka Waka của Shakira được FIFA tin tưởng chọn làm ca khúc chủ đề chính thức cho đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự thành công của ca khúc thậm chí còn vượt xa tưởng tượng. Không cần phải nói về mức độ lan tỏa của bài hát khi đến tận thời điểm hiện tại, sau 8 năm phát hành thì những giai điệu sôi động cuốn hút đó vẫn vang lên tại bất kỳ sự kiện nào liên quan tới bóng đá. 10 triệu bản của ca khúc đã được tiêu thụ trên khắp thế giới, đưa Waka Waka trở thành một trong những đĩa đơn được tiêu thụ nhiều nhất mọi thời đại. Trong MV của mình, Shakira còn mời thêm vô số những nhân thủ nổi tiếng góp mặt như Lionel Messi, Daniel Vaz, Gerard Piqué, Sergio Aguero v.v. Và đó cũng là khi cô đánh dấu cột mốc gắn bó thân thiết với trái bóng tròn cho đến thời điểm hiện tại. Bởi khi đó, Shakira được gặp người yêu và cũng là cha của hai thiên thần nhỏ của cô sau này, Gerard Piqué. Nhớ lại những kỷ niệm trong lần được mời tham gia vào các sự kiện bóng đá lớn của thế giới, Shakira bồi hồi chia sẻ. Năm 2006, tôi được mời biểu diễn tại Đức và năm 2010, tôi lại tiếp tục gặp may mắn khi được mời hát ở Nam Phi. World Cup ở Nam Phi đã mang đến cho tôi nhiều bước tiến trên con đường sự nghiệp lẫn trong cuộc sống. Đó có thể nói là lần đầu tiên tôi thực sự gắn kết với bóng đá, một môn thể thao được hàng tỷ người trên thế giới này say mê, là giấc mơ của nhiều bạn trẻ cũng như trẻ em. Bóng đá là môn thể thao tuyệt vời, có sức lan tỏa to lớn trên toàn cầu. Năm 2010 quả thực là một chặng đường dài và đánh dấu nhiều cột mốc trong cuộc đời tôi. Tôi có được bài hát chính thức Waka Waka, tôi gặp một nửa đời mình là Gerard. Và 4 năm sau, chúng tôi đã có một gia đình nhỏ. Với tôi, World Cup là một lời nhắc nhở đặc biệt mà nếu không có bài hát đó, chắc chắn sẽ không có Shakira ở đây hôm nay. Waka Waka đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, và World Cup cũng vậy. Với Shakira và Piqué, nhớ về World Cup không thể quên được Nam Phi 2010. Shakira đến Nam Phi để biểu diễn trong lễ khai mạc, một lý do hoàn toàn vì công việc. Gerard Piqué thì đến Nam Phi với mục tiêu vô địch, nhưng bên cạnh đó cũng là cơ hội để anh đến gần hơn với một trong số các ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới lúc bây giờ. Shakira đã ở đó từ trước để xuất hiện trong buổi khai mạc của giải đấu và tôi đã hỏi thăm về tình hình thời tiết ở Nam Phi. Một câu hỏi thật là ngu ngốc phải không? Và cô ấy đã trả lời rằng, tôi hay mang theo áo khoác. Gerard Piqué nhớ lại tin nhắn đầu tiên mà anh nhắn cho cô nàng. Từ những tin tức về thời tiết, Gerard Piqué và Shakira liên tục nhắn tin xuyên suốt giải đấu. Gerard Piqué cũng mạnh dạn hứa với Shakira rằng anh và các đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha sẽ nỗ lực tiến tới trận chung kết để có thể xem cô trình diễn một lần nữa lễ bế mạc. Trong trận đấu cuối cùng, đó dường như là chất kích thích còn hơn cả doping để Gerard Piqué cùng các đồng đội của mình tiến đến chức vô địch lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha và cũng để đánh dấu thời kỳ hoàng kim của đội tuyển bóng đá nước này. Sau kỳ World Cup năm đó, Piqué và Shakira bắt đầu tìm hiểu nhau. Bất kể khoảng cách địa lý,
tình yêu của Piqué đã kết nối cả hai lại gần nhau hơn. Dù lớn hơn Piqué đến tận 10 tuổi, nhưng cặp đôi đũa lệch này lại sống bên nhau cực kỳ hạnh phúc từ đó cho đến nay, bất chấp những tin đồn chia tay do cảnh bao giấy theo dệt. 4 năm kể từ World Cup 2010 đã làm nên chuyện tình đẹp đôi của giới túp cầu. Ca khúc Dare, La 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 đã được cất lên tại vòng chung kết World Cup 2014, lần này là ở lễ bế mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù We Are One, Ole Ola của Jennifer Lopez và Pitbull mới là ca khúc cổ động chính thức được FIFA chọn cho World Cup năm đó, nhưng ca khúc của Shakira vẫn phổ biến hơn và rõ ràng là làm lu mờ ca khúc chính thức. Thêm một điều, Dare, La 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 thậm chí là đĩa đơn nằm trong album phòng thu Shakira, ngay từ đầu không được dự tính để làm ca khúc cổ động World Cup. Có như vậy chúng ta mới biết sức hút từ Shakira vào World Cup là lớn đến mức nào. Shakira cũng nói rằng chiếc bóng đá đã mang đến cho cô niềm vui trong công tác xã hội và giờ thì cô không thể từ bỏ được nó. Bóng đá hay World Cup giúp cho sự giao thoa văn hóa ngày càng rõ nét hơn, giúp mọi người sát cánh lại gần nhau hơn và đoàn kết hơn. Chính các hoạt động xã hội của bóng đá thật sự lôi cuốn tôi, nó giúp tôi làm giàu thêm kinh nghiệm cuộc sống. Vì thông qua các hoạt động này, chúng tôi có thể xúc tiến các chương trình giáo dục dành cho trẻ em nghèo trên khắp thế giới. Đó cũng chính là một trong những niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tôi cảm thấy bất ngờ bởi bây giờ bóng đá theo tôi như hình với bóng và tôi đã không thể tách ra được nó. Khi bạn bắt đầu hiểu về bóng đá, bạn sẽ chợt nhận ra rằng nó không chỉ là môn thể thao của sức mạnh hay trò chơi đuổi theo quả bóng. Nó là một môn thể thao chiến thuật đòi hỏi rất nhiều vào trí thông minh, một trò chơi của cả yếu tố tinh thần. Shakira nói rằng cô rất thường xem trọn vẹn đầy đủ một trận bóng đá như một tín đồ cuồng nhiệt nhất, thậm chí là cả một số những trận đấu không có sự góp mặt của Piqué. Nhưng cô luôn là người bên cạnh Piqué những thời điểm khó khăn nhất và cũng hiểu rõ công việc của bạn trai mình. Tôi hiểu nghề nghiệp của anh ấy là khó khăn ra sao. Bóng đá đòi hỏi sự cống hiến, sự cam kết gắn bó, kỷ luật và tinh thần làm việc tập thể. Nó rất khác so với nghề nghiệp của tôi. Tôi thì không phải trả lời hay biện minh với bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Nhưng một cầu thủ bóng đá thì lại khác. Họ giống như một người lính với trọng trách cực kỳ lớn đè nặng lên vai, cả trên sân lẫn ngoài đời. Vì thế tôi thấu hiểu điều đó và tôi luôn ở bên cạnh động viên Gerard bất cứ khi nào anh ấy cần đến tôi. Người ta thường nói Piqué, Shakira luôn là cặp đôi đổ lệch bởi độ tuổi của họ. Thêm vào đó, cả hai đều là những người rất nổi tiếng ở lĩnh vực của mình. Thế nhưng, giữa cả hai dường như đã được sắp đặt sẵn để đến với nhau. Họ đều sinh cùng ngày 2 tháng 2, đều cùng sở hữu chỉ số IQ đạt 140, một chỉ số IQ rất cao nằm trong nhóm 1% dân số thế giới có thể đạt được. Shakira cũng là người tích cực tham gia vào những công tác thiện nguyện qua thể thao. Có một sự thật tương đối bất ngờ, trước khi yêu Piqué và là một cu lê như hiện tại cùng với hai cậu con trai của mình, Shakira từng được đồn đoán là một fan của Real Madrid, câu lạc bộ không đội trời chung với Barcelona. Ngày Zidane lần đầu nhậm chức thuyền trưởng Los Blancos, ông tiết lộ Shakira từng vào tận phòng thay đồ Real Madrid để chụp hình cùng dàn siêu sao triệu đô ở thời điểm năm 2005. Lúc đó, Shakira được đích thân chủ tịch Florentino Perez tặng cho chiếc áo số 5 của Zidane. Nữ ca sĩ người Colombia đã cười rạng rỡ và thể hiện rõ niềm hạnh phúc khi được lưu lại những khoảnh khắc cùng với dàn siêu sao Real Madrid thời đó. Và khi chuyện tình Shakira Piqué được công bố vào năm 2011, mối lương duy nhất của ca sĩ nóng bỏng này cùng với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng tan thành mây khói khi chủ tịch Perez tuyên bố sẽ không phát bất kỳ bài hát nào của Shakira tại sân vận động Bernabeu nữa. Có thể thấy, Shakira là biểu tượng của những kỳ World Cup. Trong 3 vòng chung kết thế giới liên tiếp từ năm 2006 đến 2014, cô đều xuất hiện với tư cách là người thể hiện những ca khúc cổ động cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và những bài hát mà Shakira thể hiện đã đi sâu vào tiềm thức của những người hâm mộ trái bóng tròn. Nếu bây giờ nhắc đến giai điệu của những hip hop đoàn lai, Waka Waka hay La La La, chắc hẳn những người hâm mộ trái bóng tròn sẽ có những hồi ức rất khó tả. Có lẽ Shakira là một nữ ca sĩ hiếm hoi trên thế giới mà tên tuổi của cô gắn liền với những vòng chung kết thế giới. Bất cứ mỗi mùa hè 4 năm một lần, chúng ta lại cứ chờ đợi những trận bóng đầy đỉnh cao và cũng để đón chờ những ca khúc cổ động đầy tuyệt vời của nữ hoàng ngày hội bóng đá hành tinh, Shakira.